Ngon không các bạn? Nhớ đăng ký kênh Phổ Nguyên ủng hộ Hạnh Nguyên Thái nha. Yêu các bạn rất nhiều. Lắp 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 lắp. Đây là cái nồi nước súp xương bò, nạm bò và bắp bò đã hầm sẵn trên bếp nha các bạn. Muốn cho có được một nồi nước súp trong như vậy thì xương bò, bắp bò và thịt nạm mình đem đi rụng qua nước sôi, rửa cho sạch sẽ và để vô trong một cái nồi lớn mình hầm như vậy. Nước rất là trong luôn. Thì hôm nay chú Bo Thái con trai sẽ nấu món bún bò cuộn cho má mì ăn nè. Thì chú Bo Thái nói là xin một nồi nước súp nhỏ để mà nấu món bún bò cuộn nha. Múc ra một cái nồi súp nhỏ rồi. Thì trong này thì nó có là cái thịt nạm bò, nạm gân. Thì bí bò Thái ướp ở trong đây là tiêu, muối, đường, bột nêm, tỏi và củ hành tím băm nhỏ. Ướp trong cái miếng thịt bò này và cuộn lại như vậy, lấy sợi chỉ quấn chặt lại vậy nha. Xong rồi thả vô cái nồi nước súp xương bò đó hầm thì khoảng 2 tiếng là được nha các bạn. Món bún bò cuộn được thơm ngon thì Bí Bo Thái đã dùng 5 muỗng mắm ruốc và quậy với lại nước lạnh, bắt lên lò nấu sôi lên. Xong rồi để lấy nước trong nè các bạn ơi. Mình phải làm trước khoảng 5-6 tiếng để mà nó lóng xuống nha các bạn. Thì Bí Bo Thái đang xắt salad nha các bạn. Xắt nhuyễn nhừ luôn á. Trai cưng làm quá giỏi luôn. Chuẩn bị một dĩa rau hồi nãy giờ bào cái bắp chuối nè, rồi bào cái rau muống nè. Bây giờ xắt salad nha. Xắt nhuyễn nhừ luôn nè. Giỏi ghê luôn, có con trai về nhà quá nhờ luôn. Đó, chuẩn bị sẵn rồi đó các bạn. Ngoài cái bắp chuối nè, rồi rau muống nè, rồi salad nè, còn có các loại rau thơm nữa nha. Rau răm nè, rau húng cây nè, rau tiết tô. Quá tuyệt vời các bạn. Còn có chanh nữa nha các bạn. Còn có củ hành tây bào mỏng nha. Rồi hành lá nè, rồi ngò rí nè. Tất cả mình trộn đều lên nha các bạn. Luộc xong rồi nè các bạn ơi. Thì các bạn có thể dùng cái sợi bún to hay là cái sợi bún nhỏ tùy theo gia đình mình thích nha các bạn. Bữa nay thì con trai Bí Bo Thái dùng cái sợi bún bầu quế. Vô cái nồi bún bò cuộn của Bí Bo Thái nha. Hồi nãy giờ thì hầm cái nồi nước súp khoảng 1 tiếng rưỡi rồi đó các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị xả để mà để vô nha. Quá tuyệt vời luôn rồi các bạn ơi. Thơm ngon quá các bạn ơi. Thơm ngon quá. Dùng cái đũa để mình đâm thử coi thịt mềm chưa nha các bạn. Ồ, chưa có mềm rồi. Phải nấu nữa nha. Thử coi mềm chưa nha các bạn. Ồ, cái thịt đã mềm rồi. Bây giờ sẽ lấy ra ngoài nha. Thơm quá các bạn ơi. Còn một
mỡ nổi ở trên đó các bạn, thì để cho giữ cho cái nồi bún của mình nó được thơm ngon nha. Nhưng mà khi mình múc ra tô á, thì mình vợt cái mỡ qua một bên, mình múc lấy cái nước trong nha. Để cho cái thịt cuộn của mình nó mềm một chút nữa thì mình sẽ cắt khoanh khoanh ra nha các bạn. Bây giờ thì sẽ để cái nước mắm ruốc mà mình đã nấu rồi đóng trong nha các bạn. Thơm ngon quá các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình sẽ dặn lửa trở lên. Rồi, sẽ nêm thử coi là cái độ mặn ngọt nó cỡ nào nha các bạn. Tại vì hồi nãy mình ướp thịt đó, để vô á. Sẽ nêm thêm vô đây một muỗng đường nha các bạn, một muỗng hạt nêm gà, một muỗng muối nha các bạn. Bây giờ sẽ hớt bọt nữa nha các bạn ơi, hớt bọt cho kỹ thì cái nước súp của mình nó mới thơm ngon được nha. Đó, khi mà mình múc để vô tô thì mình sẽ múc cái nước trong mình vợt cái mỡ qua nha các bạn. Ít dầu màu điều lên cho nó có màu đỏ cho đẹp nha các bạn. Quả tuyệt vời luôn rồi các bạn ơi. Bí bò Thái nấu ngon quá. Cái thịt nạm cuộn của mình nó đã nguội rồi nha các bạn. Gỡ dây ra và sẽ cắt, nó sẽ có khoanh khoanh rất là đẹp luôn. Thái có khiếu nấu ăn quá nha. Wow, đẹp quá các bạn. Gỡ xoài chỉ ra nha các bạn. Bí bò Thái nấu chỉ đủ 4 tô thôi nha, không có nấu nhiều. Ở nhà có 4 người thì nấu 4 tô thôi. Tại vì mình nấu vừa đủ ăn, để đừng có lãng phí thức ăn nha các bạn, chứ không phải mà nấu tràn gian đại hải quay lên để câu like câu view xong rồi thì đem đi bỏ. Tiếp tục cắt ra từ phân từ phân. Nhìn nó hấp dẫn thèm quá ơi. Cái này mà mình rau sống đồ cuộn lại
chấm tương ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Rau sống rồi chuối chát rồi khế, xà lách rồi các loại rau thơm cuộn lại, chấm mắm nêm hay là mắm tôm hay là nước mắm hay là nước tương gì là cũng tuyệt vời hết trơn á. Nói tới đâu chảy miếng tới đó nha. Ôi thơm quá các bạn ơi, thơm ngon quá rồi. Bí bò Thái bây giờ giỏi quá. Lấy vợ mới có mấy năm mà bây giờ nấu ăn là tuyệt vời luôn nha. Luôn. Yummy, 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 ngon quá các bạn ơi. Nhớ đăng ký kênh Phổ Nguyên nha. Thành Nguyên Thái sẽ quay những clip thú vị, độc đáo cho các bạn của mình xem nha. Miếng bò cuộn này sẽ có thêm giò lụa nữa nha các bạn. Wow. Có sẵn nha, cũng đã phát sẵn. Bây giờ sẽ phát lên tô nha. Nha, sẽ làm 4 tô. Cái tô bự nhất này là của Hạnh Nguyên Thái nha. Đây. Tại vì mấy người kia sẽ ăn 2 tô nha, còn Hạnh Thái ăn 1 tô thôi, và Hạnh Thái ăn cái tô bự này. Ít có ăn quá nha. Thấy có con trai nhờ hơn gái luôn không? Sôi hạ lửa đi con. Nước sốt đang sôi trên lò nha. Và sẽ múc để vô trong cái tô này đây. Lúc nào Bí Bò Thái cũng ưu tiên cho má mì hết á. Hình như thường thường con trai nó thương mẹ hơn ba ông ơi. Nói này hồi nữa anh hưởng ly ảnh phân bì nha. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Ngon quá bà con ơi, ngon quá ngon quá. Đây 4 tô 4 người của nhà Hạnh Nguyên Thái đây. Quá tuyệt vời, khi mà nhìn thấy cái dĩa rau này là phải nói là quá tuyệt vời nha các bạn. Rau rồi nhào vô. Bây giờ sẽ để rau vô nha. Để rau vô. Xong rồi múc một miếng nước mắm ớt vô nè. Đây, chan vô. Cho nó cay le lưỡi luôn đi. Ngon quá cả nhà ơi, ngon quá, ngon quá, ngon quá.